Hello mọi người. Thì hôm nay Cherry muốn thử cái GoPro mới này nó như thế nào. Thì mình sẽ đi một vòng ở đây xem sao nha. Mọi người thấy mình có rõ hơn không? Đây là cái sân đây. Đó là cái sân tennis. Cái sân tennis ở đây nè bạn. Nhìn xem. Đó. Sân tennis hôm nay ướt cho nên không có ai đánh tennis hôm nay. Cái sân này là ở khu này là miễn phí hết đó bạn. Tuyết nó còn đóng này, đẹp quá ha. Đây. Như cái GoPro này nó rõ hẳn lên ha. Mặt trời chân lý chói qua tim mọi. Nãy là tính là ở nhà không có đi nhưng mà nhìn ra ngoài thấy trời nắng. Cho nên ra ngoài sẵn thử cái camera mới này luôn. Cái camera này nhìn có bộ có lý ha. Đây bạn nhìn cái đồ bên kia. Cái bên kia là cái chỗ con nít. Nhìn ra con nít chơi. Trời này nắng đẹp ha. Bây giờ là bên này 3 giờ rưỡi, 3 giờ rưỡi, 4 giờ chiều bạn ạ. Lâu quá không có vô cái khu rừng bên kia. Qua lại quay thử xem. Tính là đem cái hôm nay đem mấy quyển sách ra thư viện bạn, thư viện ngoài kia ngồi cho nó có không khí học hành. Cho nên là xách cái ba lô rồi ha. Đó. Nhìn giống học sinh phổ thông quá ha. Đây, cái khu mình hay đi đây. Trời này đẹp quá ha. Đó, nắng đẹp chưa. Hôm nay nó không lạnh lắm bạn. Hôm nay thời tiết hôm nay cũng khoảng chừng 90 độ gì đó. Nay ngộ ghê. Đúng là Canadian ha. Thời tiết ở đây nó thay đổi bất chợt lắm. Nhiều khi ha âm độ, âm 5 độ, nhiều khi 10 độ là chuyện bình thường. Rất là dễ bệnh. Đi ra ngoài kia coi quay mấy con sóc coi có rõ không nha. Đó, em sóc chưa? Tút pim pim pim. Thấy chưa? Thấy em sóc chưa? Pim 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 pim. Ở đây xuân hạ thu đông đều đẹp hết bạn ha. Mùa đông thì có tuyết nè. Mùa hạ thì sao cây xanh tươi. Mùa xuân thì bông hoa. Còn mùa thu thì lá vàng. Hình như là mùa nào cũng đẹp hết. Cái đây cầu vượt. Khung cảnh xung quanh cái công viên bạn nhìn đây, cái cây mùa đông kìa, nó nhìn giống như cây chết đó ha, không còn một chiếc lá nào luôn. Cái GoPro này
nếu mà quay video ở ngoài vậy thì rất rất là thích hợp luôn. Cái này giống như nó thiết kế cho cái làm video ở ngoài đó, nên là đi nó rung hay gì đó thì cái chất lượng video nó vẫn rất là tốt luôn. Đây, quay đằng trước đằng sau thì rất là tiện, thấy mấy con sóc nó chạy này kìa. Không khí ở đây nó mát, nó lạnh rồi, nó sạch nữa, cho nên là qua bên đây cảm thấy cái da của mình nó khỏe hơn á. Đây, để coi ngoài mấy con sóc đâu. Ủa nó chạy tới. Hai. Dạng ghê chưa. Hi. Oh no. Không có đồ ăn đâu nè. Mấy con sóc ở đây á, hình như là người ta đi vào công viên thường là người ta cho nó ăn hạt. Cho nên mỗi lần kêu cái nó chạy tới liền. Ở Việt Nam làm gì dạng vậy ha, vô nồi hết. Hi. Trời quá trời. Nó tới kìa, quá trời trời đó. Ping 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 ping. Đấy. Hello. Hey, chào mọi người đi con. Chào mọi người, mình là Ping đây. Đấy. Thấy chưa? Đó. Quá trời trời ha. Ủa. Nè, mùa đông hình như là ta nó mọc ra thôi. Thường thường là mùa đông là ai 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 kìa. Mùa đông lẽ nó có đồ ăn chứ, mùa đông nó mọc ra này. Con nào con lấy cái mọc lên này, thấy không? Trông quấy luôn. Yeah. Hey, baby. Jump up, jump up, jump up, jump up. Hey. Jump up. Chết là con nó nhảy lên nè. Jump up. Jump up. Jump up. Jump up. Jump up. Jump up. Hey. Come here. Đó, con nó nhảy tới nè. Rồi cái nó chạy lên nè. Nó như mấy con chó luôn. Nhảy lên nè. Hey. Hi. Hello. How are you? Sorry, yeah. Đây, mọi người ở đây chiều rồi đi tập thể dục. Ở đây mọi người rất là dễ thương các bạn. Gặp mình bắt đầu chào. Hi, how are you? Hey, khỏe không? Đó. Mặt trời bên kia đẹp lắm này. Rất là thích cái GoPro này luôn. Đi cái này nước này nó bị cái tuyết nó tan ra vậy, nó rất là dễ bị trượt, đi không cẩn thận này, cho nên mấy cái giày mà dày tuyết á nó phải có răng cưa, không thì trượt té như chơi đó. Rồi bây giờ mình qua bên đi trên cỏ này nè, cho nó khỏi bị, tại hôm nay nghĩ là ở ngoài tuyết không nhiều cho nên mang cái giày này nó không có răng cưa. Đây, có tuyết này. Yêu. Tuyết này nó ướt hết rồi. Đấy. Cây này gãy hết rồi. Không còn một chiếc lá luôn. Có bầu trời. Ở bên này người già người ta rất thích tập thể dục nha. Là chiều lạnh lạnh vậy đó, chiều nào cũng ra ngoài đi bộ hoặc là chống gậy, nhưng mà cũng phải đi. Coi cái đá bên trước kìa ha. Đó.
cho nên là nhìn mình tưởng quay phim ngừng lại nhìn cười. Mà quay phim thiệt mà. Đây ngoài kia, bên kia cái chung cư này này, trong công viên này không. Thường thường ha, mình đi ra cái chỗ mà thư viện đó, ngồi đọc sách hoặc là làm gì đó, làm giáo án hay gì đó, ra đó ngồi. Làm xong bắt đầu đi thẳng bên kia là cái metro. Bên kia có cái metro. Thì hôm nào mình ra đó mình quay cho bạn xem ha, metro giá cả ở đây nó như thế nào và cái chi phí sinh hoạt ở bên Canada như thế nào. Nó sẽ mắc hơn, đương nhiên là sẽ mắc hơn Việt Nam rồi đó. Chi phí đây cũng tương đối cao à, nhưng mà đồ ăn, đồ uống gì đó thì nó cũng không đến nỗi, nhưng mà so với Việt Nam mình là cao gấp 3-4 lần. Thấy mặt trăng mà. Sống ở Canada thấy hết cuộc sống bên này không? Mình mới qua, theo cảm nghĩ của mình mới qua ha, mới qua đây á thì cảm thấy cái gì nó cũng, nói chung là cũng không có, nó buồn hơn mấy nước châu Á nhiều lắm. Như bạn thấy hồi nãy mình quay á thì hầu như là nhà ai là về là đóng cửa lại hết đó, chứ không phải như ở Việt Nam là mở cửa rồi nhìn có không gian sống rồi nọ ha. Như ở đây là nói chung là họ quan trọng cái đời tư cá nhân của họ lắm, cho nên là khi mà về đi làm về cả ngày mệt mỏi này là đóng cửa, nói chung là sinh hoạt trong nhà đóng cửa, nhà ai cũng đây mà nhìn ở ngoài. Ví dụ như là chung cư ha, ở ngoài ban công đó là hay nhà bên này thì thấy không, đó, ai cũng nói chung đóng cửa là hết à, đâu có, nó không cảm giác là không có không gian sống. Còn chợ búa thì những cái món ăn mà đường phố là hầu như là xuống downtown là ở Toronto đó, nó mới có một đoạn, nói chung là rất ít, nó không phải như là Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc hay gì đó đâu, hay là Hàn Quốc, mấy nước châu Á. Thực sự ha, theo cái cảm nhận của mình vẫn thích cuộc sống hoặc là du lịch ở mấy nước châu Á, bởi vì nó đã, tại mình là người, chắc là mình là người châu Á cho nên mình cảm thấy mình vẫn thích là cái cuộc sống nó náo nhiệt hơn là cái cuộc sống nó im lìm. Đây cái bên này có cái thư viện này, để mình quay thư viện cho mình coi nha. Cái building màu trắng đó bạn, là thư viện đó. Đó, mọi người ai cũng đi bộ, nói chung ở bên này cảnh rất là đẹp, cảnh là bao đẹp luôn đó, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa nào cũng đẹp hết á. Nhưng mà có điều đây, mọi người ở đây cảm thấy nó vắng đó, nó yên tĩnh, mình nó vắng lắm, cảm giác mình cái mần lớn tuổi á, ở đây thì buồn. Lớn tuổi ở đây rất là buồn mà. Em thấy ai đưa ba mẹ qua bên này sinh sống cho con cái, trừ khi là con cái qua này hết. Chứ thực sự là ở Việt Nam nó vẫn người lớn tuổi người ta cần láng giềng, cần người này người kia nói chuyện. Còn bản thân mình là còn trẻ, còn bay nhảy,
Nhưng mà quay qua đây mình cảm thấy bị đứng, mặt đứng yên chỗ quá. Ý, đi lộn rồi. Đó, nó buồn lắm. Chắc mình chưa có bạn bè bên đây nhiều cho nên mình cảm thấy nó buồn thôi. Nhưng mà mình cũng thích là cuộc sống náo nhiệt hơn. Ở bên kia là cái thư viện. Gần trường thư viện trên đó, mình đi qua cho bạn xem nha. Thư viện bên này thế nào nha. Trời chiều. Mình rất thích cái thư viện này, bởi vì cái thư viện này ha, nhìn ra bên kia là cái bờ hồ, cho nên là cảm giác rất là thoải mái. Nên là ai cũng tới thư viện ngồi đọc sách hết, cho mình có không khí học ha. Ở nhà mình là rất là làm biếng, ngoài khi là có giờ đi dạy thì không làm biếng thôi. Còn lại là học hành hay gì ở nhà làm biếng lắm, làm biếng cực kỳ. Mưa cái dáng mà ra trường kết mạng mới lên đó. Chờ bạn coi đây,
mặt hồ nước đã đóng băng. Uống siro đó hả? Đó, mặt hồ đã đóng băng rồi, thấy chưa? Cái này là mốt mà lạnh hơn nữa mà, thì chỗ này người ta sẽ câu cá ở đây. Đó, mặt hồ đóng băng hết rồi ha. Ôi, cái xe ai đẩy rất dữ luôn kìa. Đóng băng hết rồi. Ở đây cá cũng nhiều mà. Thường thường người ta mùa đông á, người ta tới tới đào lỗ, đào lỗ giữ dòng sông á, bắt đầu câu cá, giết cá. Hình như là có ai đào một lỗ nhỏ nhỏ bên kia này, thấy không? Đây, con nít trẻ rất là thích chơi. Rất hay chơi tuyết, mình còn thích con kia con nít ha. Thấy cái mặt trăng chưa? Có mặt trăng rồi đó, thấy chưa? Thôi, giờ mình đi về đây. Bye bye. Ở xa xa nhìn thấy cái ghế kia kìa. Bạn đó, biểu tượng của Canada là cái ghế bự đó, đó. Đầu tiên nhìn thấy cái khổng lồ. Thực sự mình nhìn xa xa thì thấy nó nhỏ ha, mà đi gần thì mới thấy nó khổng lồ. Đây, tới gần cái ghế này cho mình coi nha. Khổng lồ chưa? Xung quanh là cái mặt mình là cái ghế hả? Thấy khổng lồ chưa? Đó, cái chỗ mà thư viện nó có ở dưới đó, phòng gym các bạn. Đó, phòng gym. Video của Chen đến đây nhé.